Tiếp theo ta đến với các dạng bài tập này. Dạng số 1 là phân tích các số cho trước ra một thừa số nguyên tố, ra thừa số nguyên tố này. Thì các em có hai cách làm. Cách thứ nhất là ta phân tích theo cột dọc. Đó là gì? Các em lấy 90 chia 2, chia hết cho 2 rồi chia cho 3, chia hết cho 3, chia cho 5 rồi chia cho 7. Sao cho kết quả cuối cùng là số 1 thì ta dừng lại. Thế thì cái cột bên phải này của mình chính là gì? Các thừa số nguyên tố mà ta phân tích ra được, đúng không? Đấy thì là cách phân tích theo cột dọc. Cách thứ hai là mình phân tích theo sơ đồ cây. Tuy nhiên cái cách phân tích theo sơ đồ cây này này thì rất là tốn diện tích. Do đó thầy khuyến cáo là ta nên sử dụng theo phương pháp là phân tích theo cột dọc. Được chưa? Đấy, bởi vì em nhìn xem cùng là số 90. Ta tách thành 2 này, 45 này, 45 tách thành 9 nhân 5. 9 lại tách thành 3 nhân 3 vân vân. Đấy, và khi đó các em phải nhìn những cái số này. Nhìn cái số cuối cùng của mỗi nhánh. Nhìn các số cuối cùng mỗi nhánh. Và nếu mà cái sơ đồ cây này có nhiều nhánh thì cái việc nhìn các số đấy rất là rối, được chưa? Nên các em nên khuyến lên làm theo cái cột dọc cho thầy. Bây giờ ta đến với phần ví dụ. 42 thì bằng gì? 6 x 7 này. 6 thì bằng 2 x 3 này, đúng không? Đấy. 105. 105 thì bằng 21 nhân với 5 này. 21 thành 3 x 7 này. Đúng không? Đấy, còn 111 thì bằng gì? 11 nhân với 111 chia cho 3 đi. Đúng không? Thì bằng 3 nhân 37. Được chưa? Ta sang với ví dụ 2. Đây mới là nội dung chính của mình. Đây là cho một số bất kỳ nào đó, em phải phân tích ra thừa số nguyên tố. Thầy lấy số 60. Em dựng cột lên đúng không? 60 chia 2 thì đây còn 30. Chia 2 thì còn 15. Chia 3 thì còn 5. Và chia 5 thì còn 1. Như vậy, cách phân tích của mình sẽ ra được là 2 bình nhân 3 nhân 5. Được chưa? Đấy, nó rất gọn, nó thẳng theo một hàng này. Các em chỉ việc đọc các số đấy là xong. Tương tự vậy, thầy sẽ làm số 285 ở đây. Đầu tiên 285 các em phải chia cho 5, đúng không? Thì ta được gì? 57. 57 có tổng là 12 thì ta chia hết được cho gì? Được cho 3, đúng không? Thì ta được gì? 19. 19 thì không chia hết được cho số nào nữa rồi, đúng không? Đấy, như vậy kết quả ta sẽ được là 3 x 5 nhân với 19. Hoặc như số 84. 84. Các em chia 2 thì còn gì? 40. 42. Chia 2 tiếp còn 21. Chia 3 thì còn 7. Và chia 7 thì được 1. Vậy kết quả của mình sẽ là gì? 2 bình nhân 3 nhân 7. Thì đấy là cái cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Được chưa? Tiếp tục. Ta nhìn thử sang ví dụ 3. Là người ta đã cho sẵn cái thừa số nguyên tố được phân tích ra rồi. Và xem đây là đúng hay sai. 120 bằng 2 x 3 x 4 x 5. Thế các em nhìn thấy số 4 này đã là sai rồi. Vì đây không phải là số nguyên tố. Mà em phải tách số 4 này ra thành số 2 x 2. Và em gộp nó vào thành 120 bằng 2 mũ 3 x 3 x 5. Được chưa? Tương tự như vậy, số 51 này vẫn còn chia được tiếp cho 3. Số 9 này phải tách thành 3 x 3, đúng không? Đấy, như vậy. Ví dụ như câu 5, 6, 7 này sẽ sửa thành gì? 3 mũ 4 x 7. Ta phải viết dưới dạng các số nguyên tố. Được chưa? Chứ không phải là ta vẫn để lơ lửng ở như này. Có nghĩa là ta chưa chia hết. 51 này chia tiếp cho 3, đúng không? Đấy. Tiếp tục, ta đến với nội dung tiếp theo. Ta đến với dạng số 2. Ứng dụng phân tích một số ra thừa số nguyên tố để tìm các ước số của nó. Thế thì các em còn nhớ cái công thức mà thầy mở rộng thêm không? A mũ x, B mũ y, C mũ z thì số ước của nó sẽ là x cộng 1 nhân y cộng 1 nhân z cộng 1. Đúng chưa? Thế bây giờ ta có này. A thì bằng B nhân Q thì A chia cho B. Thì A sẽ thuộc ước của B, à thuộc bội của B. B thuộc ước của A, vân vân. Thế bây giờ người ta bảo là gì? Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố, rồi cho biết mỗi số đó chia cho các số nguyên tố nào.
Ta lấy số 225 đi. Ta lấy mẫu 225 thôi nhá. 225. Chiết cho 5 đúng không? 225 chia 5 bằng 45. 45 lại chia 5 tiếp thì bằng 9. 9 chia 3 bằng 3. 3 chia 3 lại bằng 1. Như vậy số 225 sẽ tách được thành là 3 bình nhân với 5 bình. 3 bình nhân 5 bình. Như vậy suy ra nó có 2 cộng 1 nhân với 2 cộng 1 bằng 9 ước. Nó có 9 ước. Người ta hỏi là gì? Nó chia hết cho các số nguyên tố nào? Đúng không? Thế thì đương nhiên là 225 này sẽ chia hết cho 3 và chia hết cho 5. 225 sẽ chia hết cho số nguyên tố là 3 và chia hết cho số nguyên tố là 5. Em phân tích được nó ra các số nguyên tố nào thì nó chia hết cho các số nguyên tố đó. Được chưa? Đấy. Tương tự cho các số còn lại các em có thể phân tích ra giúp thầy. Ví dụ ta bấm số 1800 nhé. 1800 sẽ phân tích được thành 2 mũ 3 nhân 3 bình nhân 5 bình. Thế thì rõ ràng là nó sẽ chia cho số nguyên tố 2, số nguyên tố 3 và số nguyên tố 5. Đúng chưa? Đấy. Nếu làm máy thì rất là nhanh, nhưng mà trên lớp thì không phải giáo viên nào cho các em dùng máy, nên ta vẫn phải phân tích bằng tay để các em nắm được cách làm. Ta đến với ví dụ số 5. Cho A bằng 3, 2 mũ 3, 5 bình và 11. Mỗi số 4, 8, 16 có là ước của 2 hay không? À, ước của ai hay không? Ta có 2 mũ 3 thì bằng 2 bình nhân 2 đúng không? Thì xuất hiện số 4. 2 mũ 3 bằng 8 đúng không? Đấy, xuất hiện số 4, số 8 trong cái phân tích này. Nhưng không xuất hiện 16. Xuất hiện số 1. 2 mũ 2 nhân 5 bằng 20, xuất hiện số 20. Như vậy là gì? 4, 8, 11, 20 là ước của số A. Được chưa? Vậy ta có 4, 8, 11, 20. Thầy viết tắt đấy là thuộc ước của A. Được chưa? Đó. Tiếp tục ta đến với ví dụ số 6. Cho A bằng 5 nhân 13. Hãy viết tất cả các ước của A. Thế thì ước của A thứ nhất là sẽ có số 1, đúng không? Số 5, số 13, số 5 nhân 13 chính là chính nó mà, đúng không? Đấy, như vậy ta có là gì? 4 ước. Thế cách tính số ước của A kiểm tra thử xem này. 5 mũ 1 cả 13 mũ 1 đúng không? Thì số ước của A sẽ là gì? 1 cộng 1 nhân với 1 cộng 1 bằng 4 ước. Thế ta có đúng là 4 ước chưa? Đấy. Tương tự cho các số dưới. Ví dụ như ước của C. Ước của C sẽ bằng 1 này, 3 này, 7 này, 3 bình này và 3 bình nhân 7 này. Đấy, số ước của C. Được chưa? À, ta còn thiếu một số ước nữa là 3 nhân 7 nữa. 3 nhân 7 nữa cũng là một ước. Như ta có là gì? 2, 4, 6 ước của C. Được chưa? Tiếp tục, ta đến với nội dung tiếp theo. Ví dụ 7 này. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số. Thế thì những cái này thì nội dung nó cũng giống các bài trước thôi đúng không? 51 ta thấy chia cho 3 được mấy? 17 đúng không? 17 thì không chia được cho số nào nữa rồi. Nên 17 chỉ có thể chia cho 17 ta được 1. Như vậy 51 sẽ tách được thành 3 nhân 17. Thì suy ra ước của 51 sẽ bằng 1, 3, 17 và 3 nhân 17. 3 nhân 17 chính là 51. Nên thầy viết như này để các em hiểu cái chỗ tách này ứng dụng vào đây như nào. Tương tự như vậy thì các em có thể làm cho số 75, 42 và 30. Được chưa? Ta sang với dạng số 3 là bài toán đưa về việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Bài toán đưa về việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ví dụ 8. Tích của hai số tự nhiên bằng 42, tìm mỗi số của hai số tự nhiên bằng 42. Các em lưu ý là các số nguyên tố đều là các số tự nhiên, đúng không? Đấy. Như vậy,
Ta sẽ phân tích 42 thành gì? Chia cho 2 được 21 này, chia 3 được 7 và chia 7 được 1. Ta phân tích được 42 bằng 2 nhân 3 nhân 7. Thế thì em sẽ có những cái cách sau để phân tích hai số tích của hai số tự nhiên bằng 42. 42 đầu tiên bằng 1 nhân 42 là cách sơ đẳng nhất, nhưng 1 không phải số nguyên tố nhé, 42 không phải số nguyên tố. Cách tiếp theo là mình tách được thành gì? 2 nhân 21 thành 3 nhân 14. Đúng không? Đấy, 2 nhân 2 là một số thì 37 là một số, 3 là một số thì 27 là một số, và 7 là một số thì 23 là một số, là 6 nhân 7. Như các em thấy rằng ta đều tách được thành tích của hai số tự nhiên đúng không? Nếu người ta hỏi khó hơn là tích của hai số tự nhiên liên tiếp thì ta sẽ chọn được đáp án là 6 và 7. Đúng chưa? Còn nếu người ta hỏi là gì? Có một số tự nhiên chẵn chẳng hạn, thế thì ta sẽ có 3 cách này, ví dụ thế. Đúng chưa? Đấy. Như vậy các em lưu ý nhé. Đấy, ta có các cái cách tách dựa vào cái việc phân tích ra số nguyên tố. Tiếp tục, ý B là bảo tìm tích của hai số tự nhiên AB. Tích của hai số tự nhiên A và B bằng 30. Biết A và B có A nhỏ hơn B. Nhá. Tích của hai số bằng 30 thì ta sẽ phân tích 30 ra thửa số nguyên tố đây. Thầy sẽ viết ở đây. Chia 2 bằng 15, chia 3 bằng 5, chia 5 bằng 1 thì ta phân tích được 30 bằng 2 nhân 3 nhân 5. Đúng không? 2 nhân 3 nhân 5. Mà rõ ràng người ta đang bảo là gì? Tách thành tích của hai số AB thì ta sẽ tách được thành gì? 1 nhân 30, 2 nhân 15, đúng không? 2 nhân 15, 3 nhân 10 và 6 nhân 5. Được chưa? Thế người ta bảo A nhỏn B. Thế em thấy rằng gì? A nhỏn B có trường hợp nào? Đây, đây, đây. Đúng chưa? A nhỏn B mà đúng không? Đấy. Thế thì em sẽ tìm ra được A. B tương ứng là gì? 1 thì 30, 2 thì 15, 3 thì 10 và 5 thì 6. Đấy, A nhỏn B sao cho tích của AB đảm bảo bằng 30. Thì đấy là ứng dụng của việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Tiếp tục, ta đến với ví dụ số 9. Ta đến ví dụ số 9 này. Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào số túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi, kể cả trường hợp xếp vào một túi. Đấy, xếp sao cho số bi đều nhau. Chia đều cho các túi và số bi lại đều nhau. Đầu tiên thầy sẽ phân tích số 28 này ra. 2 này, 14. 2 này, 7. 7 này, 1 này đúng không? Thế số 28 mình phân tích được thành là 2 bình nhân với 7. Đúng chưa? 2 bình nhân 7. Thế thì bây giờ ta ứng dụng cái số nguyên tố sau khi phân tích này ra được như nào? Số bi đều nhau đúng không? Nếu số bi là 1 này. Nếu số bi là 28. Hay thôi ta xét 1 đi. Nếu số bi là 1 thì ta có là gì? 28 túi. Thì mỗi túi đều có 1 viên bi đúng không? Nếu số bi là 2 thì ta sẽ có 14 túi. Số đầu là số bi nhá, số sau là số túi. Nếu số bi là 4, ta có 7 túi. Còn nếu số bi là 7, ta có 4 túi. Nếu số bi là 7, ta có 4 túi đúng không? Đấy. Nghĩa ta có là 2 x 14 rồi này. 4 x 7 này và 7 x 4 này. Được chưa? Nếu số bi là 14 thì ta có 2 túi, và nếu số bi là 28 ta có 1 túi. Được chưa? Thì đấy là cái cách chia. Cái cách chia để sao cho gì số bi trong các túi bằng nhau. Được chưa? Các em lưu ý đây, đây là số túi. Còn đây là số bi một túi. Số túi và số bi một túi thì luôn luôn đảm bảo là số bi trong các túi là đều nhau. Thì đấy là ứng dụng của nó.
Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em toàn bộ nội dung của bài phân tích một số gia thừa số nguyên tố. Thế thì ở cái nội dung bài này, trong cái chương trình năm nay đã được giảm tải khá nhiều, thì các em chỉ cần nắm được cái khái niệm cơ bản cho thầy, đó là gì? Làm cách nào để phân tích một số gia thừa số nguyên tố. Được chưa? Và cách xác định số lượng các ước của một nguyên tố. Đây. Đấy, các em nắm được hai vấn đề này cho thầy, là cách phân tích một số gia thừa số nguyên tố và cách xác định số ước của nó. Bởi vì cái việc phân tích một số gia thừa số nguyên tố sẽ là bước cơ bản để ta có thể học tiếp cái bài tiếp theo của mình, đó là ước chung và bội chung. Được chưa? Đấy. Các em tiếp tục luyện tập thêm cho thầy cái phần bài tập ở mục 3 La Mã và mục 4 là phần bài tập cơ bản và phần bài tập tự luyện ở nhà. Được chưa? Và nếu có vấn đề gì khó thì các bạn có thể hỏi thầy trực tiếp ở lớp. Buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.